Vâng, em xin chào toàn thể các quý vị cùng toàn thể cô bác anh chị. Trong video buổi trưa ngày hôm nay, thứ bảy, ngày 10 tháng 6, em tiếp tục làm video xin được gửi đến tất cả cô bác anh chị cùng toàn thể quý vị các bạn hai chiếc quạt. Một là em Mitsubishi quạt bàn. Đấy, và quạt nguyên thùng xốp bác nhé. Đấy. Hàng mới về chiều tối ngày hôm qua. Sáng nay em cho lên sóng luôn. Em định để trưng bày nhưng mà nhìn thấy nó đẹp quá thì cứ đăng lên cho các bác thưởng thức. Nếu bác nào mua được thì bác kết nối với em. Thì con quạt Mitsubishi này là thùng xốp còn nguyên nhé các bác nhé. Đấy. Và một em tô nhận thứ hai. Tức là em tô nhận thì em có hai con. Thì hôm qua đó một bác ở Hải Phòng bác mua rồi. Đấy. Con này thì nói chung là hàng nó cũng một đôi cặp, nó hai con nó cũng tương đương nhau. Đấy. Thì hôm qua em bán một con rồi, em này em đăng tiếp một con thứ hai. Đấy. Thì sau đây em xin vào chi tiết từng sản phẩm một. Em thứ nhất là một em quạt Mitsubishi. Đấy. Con này là con quạt bàn các bác nhé. Bầu buông tem đồng cánh đục. Đấy. Đấy, em hàng này em cũng không cần phải vệ sinh thì thật ra là nó cũng còn nguyên zin như này. Em muốn mới tra mỗi dầu mỡ thôi. Đấy, chứ còn thật ra này hàng này nó cũng không vệ sinh, nó cũng chỉ được vậy thôi. Đấy, bác nhìn này. Một em quạt cổ rất lâu năm rồi. Em xem nào, năm sản xuất của em này nó có sơ gì đấy. Đấy. Mã của em này là DM12GD. Đấy, nhưng mà không ghi 5. Đấy. Con quạt này xem là thâm niên của em sản xuất nhé. Đấy. Nguyên đai nguyên kiện đấy các bác này. Đấy. Còn cách lắp đặt xong là linh tinh chữ nhật thì mình cũng không hiểu mấy. Đấy. Đây. Không Đấy. Một chiếc quạt bàn có giải cánh 30. Lồng trước lồng sau đều là lồng sơn. Đấy, logo còn rất mới. Đấy. Mã số của em này là đi này, các bác này. Giải cánh 30 này. Đấy. Mã là DM chỉ gạch ngang 12 GD. Đấy, GR đấy. Đây nha các bác nhé. Các bác nhìn nếu các bác mua quạt mà nếu có vớ được thùng xốp thì bây giờ nó phải cái mã thùng. Cái mã thùng và cái mã ấy của nó này. Đấy, DG DM này trừ 12. Đấy, GR đấy. Một em quạt bàn cánh đục chóp tên lửa, bầu buông tem đồng. Đấy, dây dợ tất tật là còn nguyên zin nhá. Em này em bao nguyên zin cho các bác. Đấy. Đấy. Đúng bầu buông chưa? Này các bác nhìn này. Dây dợ em cũng chưa vệ sinh nhưng mà nó mềm vẫn mềm này. Đấy. Đấy. Cho xem các bác cái dây nõi từ cổ xuống này. Đấy. Nõi rất to, mềm. Đấy, nò xo chiếc sơn chiếc vẫn tất nó nguyên zin luôn. Đấy. Đấy. Đấy, như có những cái con quạt bàn mà bình thường thì về thì những cái bầu nó hay bị xước. Nhưng mà con này thì thật ra em nói với các bác là cái quạt thùng xốp ấy thì nó người ta còn giữ thùng xốp lại thôi. Chứ còn nó cũng không phải là hàng mới tinh đâu các bác nhé. Quạt này là đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà người ta sử dụng ít nên là quạt nó còn rất mới và rất chất lượng. Thế lắm lắm bác là cứ bảo còn nguyên thùng xốp là mới tinh, không phải đâu các bác ạ. Tất cả những hàng quạt này là cái đây khoảng tầm 7-80 năm trước là người ta sản xuất ra. Đấy, xong là có ví dụ là vớ được cái một người là người ta dùng ít xong người ta chuyển nhà.
Đấy, xong rồi người ta thanh lý đồ đi, thế là người ta cất đi. Đấy, xong là nó vào cái chỗ phòng đấu giá hoặc giết gì gì đó, thì người ta sẽ còn nó được như vậy, chứ không phải là còn nguyên thùng xốp nào mới tinh. Đấy, hàng này là không có hàng mới, nên là các bác nào phải phải hiểu được như thế, không lại cứ bảo là sao thùng xốp mà lại cũ thế. Cũ là mình bảo mới là so với lại lại cũng các bác phải biết rằng đây là hàng đã có sử dụng rồi. Đấy. Nó ít sử dụng thì nó sẽ còn đẹp, còn nguyên. Nếu còn sử dụng rồi, sử dụng nhiều thì nó sẽ cũ và nó sẽ bị xước sát nhiều. Đấy. Đây các bác nhìn này. Cánh chiếc còn rất là ấy nhá này. Chóp chiếc này các bác nhìn. Chóp tên lửa này. Đấy. Đấy. Thì sau đây em xin test chức năng của nó luôn. Tất cả những cái đồ này còn nguyên zin nhé, em bao nguyên zin cho các bác. Chạy. Số chuẩn các bác nhé. 1, 2, 3. Đấy. Đấy, túp năng rút. Sơn chiếc em bao cho các bác là nguyên zin luôn. Đấy. Chạy êm như là không chạy nhưng rất rất mát các bác nhé. Để rất xứng tầm để cho các bác sưu tầm. Đấy, các bác nhìn này, những cái logo, những cái viền mạ này, nó vẫn còn sáng bóng này, cái chóp này các bác này. Đấy, em mà soi rất gần và rất cận cảnh. Thế là bác nào mà muốn xem chi tiết thì các bác sẽ lưu lại video cho các bác chụp lại từng cái chỗ chi tiết cho các bác zoom, bác xem. Thì các bác giờ toàn dùng điện thoại đời cao nên các bác zoom nhìn rất là rõ. Đấy. Nên là một chiếc quạt này thì chỉ còn bàn về mỗi giá thôi, chứ còn nếu về chất lượng và độ nguyên zin của nó thì không không có gì phải bàn cãi. Đây các bác này, tem đồng này. Đấy, đúng mã số luôn nhá. Đấy. Đấy và hàng này là còn nguyên thùng. Các bác nếu ví dụ bác có muốn nhập cái quạt này thì có thùng xốp gửi về bày ở cái chỗ kệ đấy thì nó sẽ nói tóm lại là nó lịch sự hơn và chất lượng hơn, vì hàng này nó không phải là hàng có nhiều, nên là bác nào mà mua được thì nó sẽ đẳng cấp hơn. Đấy thì giá cả thì nó cũng chỉ hơn con kia khoảng tầm vài trăm thôi. Thì em này em bán giá công khai điện nguyên zin 100V, giá em bán tại cửa hàng em này em bán tròn 5 triệu. Đấy, một em bầu buông tem đồng cánh đục. Đấy. Nhưng mà dòng này không phải dòng công tắc con ve các bác nhé. Đây là công tắc 3 số số tròn. Đấy, vì nó có hai đời, một là đời công tắc con ve nữa. Đấy, rất chất lượng các bạn. Em phải kê cái khăn vào đây không sợ nó xoay cái mặt nó xước cái ấy ở dưới kia. Mà nó không có độ êm. Đấy. Thế là bác nào mà muốn cần chi tiết rõ hơn thì các bác kết nối với em theo số điện thoại hoặc cộng với lại số Zalo của em là 0969 135686. Đấy, em có địa chỉ tại Cộng Lạc Tứ Kỳ Hải Dương. Đấy, số này thì là em dùng cả số Zalo luôn, nên là bác nào cứ mạnh dạn kết nối với em. Thì em chuyển sang em quạt thứ hai là một em tô nhẹ. Đấy. Em quạt này thì cái độ xuất sắc thì hơn em hôm qua một tí. Đấy, nhưng mà cái dòng này thì đa số là cái bầu rất là giòn. Đấy, em cũng hôm qua có một bác ở Hải Phòng, bác ấy mua thì bác bảo không nói với bác, nhưng mà gần như là em cũng sơ xuất là một. Với thứ hai nữa là dòng quạt này đa số là bầu nó hay bị xước mới lại bị vỡ. Đấy. Thế thì em cũng sửa sang qua một tí trông cho nó đẹp thôi, chứ nó cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng cả. Đấy. Đây còn cái này thì sơn rất còn rất là sáng. Đây các bác nhìn cái logo này, nhưng mà cái mặt đằng trước ấy trông nó như hình cầu dạng nhện, nhưng người ta gọi là tô nhện như thế. Đấy. Chất lượng của nó thì rất ok. Đấy, lồng trước lồng sau sơn xiếc tức là nguyên zin. Bầu em đã xử lý cho nó nhắn nhụi rồi. Đây.
cái đế thân của nó đây. Thì em này có 4 phím 3 chế độ gió. Đấy, em này là hãm, này là hãm chốt để cho thân lên thân xuống. Đấy, cổ cánh em bao cổ cánh này. Đấy, cánh này nhé các bác nhé, em cũng đang xoay cánh em phòng khi tránh cái tình trạng này là ở nhà em thì nó lại bị va chạm gì nó xước cánh ra, nó đâm ra mình cứ chủ quan không kiểm tra lại. Đấy, ok cánh này bác nhé. Thì sau đây em sẽ test chức năng của nó luôn, em bật số số này số ngược bác nhé, 321. Đấy, số 3 thì là gió bé, em bật số 3 và đồng thời bật túp năng. Đây, em chuyển sang số 1 cho nó to. Số 3 gió rất là rất êm, gió như bão. Đấy, các bạn nhìn nó chóp nó còn rất là sáng các bác nhé, logo rất là mới. Đấy, chóp sáng, nồng sơn thì còn nguyên zin. Đấy, bầu thì đã bị xước, em xử lý được rồi. Các bác ấy ở bên Nhật cho bác ấy đút thuốc hay bác có cái gì mà nó cọ vào nó xước sâu thì em lại phải cho thêm một tí làm nhẵn. Đấy, thì giờ rất ok, mọi chức năng hoạt động bình thường. Thì em hôm trước em cũng bán 3 triệu thì em này nó cũng tình trạng nó cũng đẹp như thế, bầu cũng như thế, em cũng bán 3 triệu giá công khai, không lệch đạt nhau cái gì cả. Đấy, rất rõ ràng. Nếu các bác nào có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng cho em thêm 100, bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ lo tiền ship cho các bác. Thì video hôm nay em đăng hai con, một em mít bàn nguyên thùng xốp và một em tô nhẹ. Đấy, ngoài ra thì em rất nhiều sản phẩm tối hôm qua em về, em vệ sinh được một hai con rồi. Nên bác nào có nhu cầu thì cứ mạnh dạn liên hệ với em theo số điện thoại em vừa thông báo. Đấy, nhưng bác nào ở gần thì các bác làm ghé qua cửa hàng uống nước chè rồi hàn huyên nó sẽ hay hơn. Bác sẽ xuống mắt thấy tay sờ những cái sản phẩm mà bác đang lưỡng lự tìm kiếm và lựa chọn. Thì video buổi trưa ngày hôm nay em xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị đã theo dõi video. Xin thân ái, chào tạm biệt.